Ê Thảo, sao hôm nay cái Hương không hẹn mày đi học về cùng à? Không, tan học cái tao chẳng thấy mặt mũi nó nữa đâu cả. Chắc là nó có chuyện gì nó về sớm. Nó thôi kệ đi. À mà này, tao thấy nhà bà Bảy vừa mới kêu là mất trộm đấy. Thật á? Ghê thế, mất trộm cái gì đấy? Thế bảo là mất một số tiền rất là lớn. Mất cắp là chuyện bình thường mà, tao mất suốt. Mày thì mất gì? Tao á, mất cắp trái tim này. À Lôi, làm như trái tim mày có giá lắm ý, mà người ta thèm trộm. Chưa hết, tao còn bị mất gốc nữa đấy. Gốc gì? Mày nhìn đi đâu ấy? Tao bảo là mất gốc, không biết đợt tới tao thi cử thế nào ấy. Này, mày bớt xà lơ đi được không? Này, tao thấy không thể nào để cho bọn trộm vô giáo dục vô đạo đức đó lộng hành được. Hay là bọn mình thành lập đội truy bắt trộm đi. Tao nghĩ là... thôi về ăn cơm đi. Chứ người tao gầy như que, mà dáng ấy thì như cây như này. Đã không bắt được trộm rồi, nó lại tưởng tao là cây nhân sâm ít đi, nó bế tao luôn. Tao quá mệt mỏi với thằng này rồi ý. Này, 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 mày ý mày nói. Này con kia, mày có mắt như mù ấy, mày chạy đâu mới hại đấy. Thôi, tôi vội, em không có thời gian đùa với ông đâu nhá, tôi về đã. Từ đã nào, mà vội cái gì thế? Xóm vừa mới gọi cho tôi, bảo là có ai bịt mặt đi vào nhà tôi đây này. Cái gì? Thôi tao về đã, kẻo thằng ăn trộm nó khiêng nhà tao đi mất. Này, tụi mình đi sang nào xem sao. Đi. Có thật sự là có trộm không? Tao thấy mọi thứ vẫn giữ nguyên mà. Có mất mát gì đâu. Sao lạ thế nhở? Rõ là hàng xóm nói có trộm vào nhà mà. Chứ còn gì nữa. Tao thấy cửa ngoài mở toang còn gì. Thằng trộm này nó chảnh thật đấy. Nhiều đồ như này mà nó không lựa nổi một món để mà trộm. Nhưng mà có một thứ đáng giá mà nó đâu có dám trộm. Thứ gì thế? Là bà Hương còn gì nữa. Trời, mày cứ quá khen. Thôi, chắc không có mất mát gì đâu, bọn mình về đi. Thôi bọn mình đi về. Đói quá, về nhà cơm thôi. Quá mệt rồi, quá đủ rồi. Tôi chết rồi, tao còn một thứ đáng giá nữa. Tôi chết rồi. Có chuyện gì thế nhở? Không biết nữa. Tao mất rồi. Con heo đất nào? Con lợn đất mà hôm trước tao kể với chúng mày ý. Tiền tao tiết kiệm để đi phẫu thuật thẩm mỹ gặp Limit Home mà. Cái gì? Mày đã tìm kỹ chưa? Tìm rồi, kỹ lắm rồi. Tiền của tao chẳng lẽ tao không biết? Thế cho con heo đất có nhiều tiền không? Nhiều, nhiều thì tao mới nói đáng giá chứ. Bây giờ tao biết phải làm sao đây. Bà cứ bình tĩnh đã. Bây giờ cứ từ từ đã. Chúng ta phải điều tra từ từ. Chúng mày ấy có ý kiến gì không? Tao có suy luận thế này. Sau khi tên trộm vào nhà, nó thấy không có món đồ gì đắt giá, nên nó... Rồi nó thế nào? Nên nó cảm thấy vô cùng thất vọng. Rồi sao? Nên nó đổi qua mục tiêu khác. Đó chính là con heo của Hương. Nhưng tại sao nó lại biết phòng con Hương có con heo đất giá trị? Mà tại sao ấy, nó lại biết vị trí chính xác của con heo đất mà không cần phải lục tung đồ? Là bởi vì... Vì sao? Vì thằng ăn trộm, nó là thầy bói, nên nó bói ra chỗ con heo đất của Hương ở chỗ nào. Bớt điên đi mày ơi. Mày bị thế lâu chưa? Nói thật nhá, tôi bị mất tiền không tức bằng nghe ông suy luận đâu đấy. Nó mà đã bói chuẩn như thế thì nó đi làm thầy bói cho rồi, sao nó phải đi trộm nữa. Nghe người có học giải thích kia kìa. Nó vào nhà rồi đi thẳng đến chỗ con heo đất của mày, sau đó lấy đi và không cần tìm, chứng tỏ thằng trộm là người quen. Bây giờ mày cần khoanh vùng xem có bao nhiêu người biết đến việc mày nuôi heo đất. Hơn 100 người. Hả? Cái gì cơ? Thì mục tiêu của ta là tiết kiệm tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ gặp Limit Home mà. Mà ta đã kiếm ra tiền đâu, nên ta quyết định đi xin cả xóm, cả làng, cả xã này, mỗi người một ca. Vậy thì hơi khó. À, vậy thì có bao nhiêu người biết được chỗ mày cất heo đất ngoài bọn tao ra? Tao không nói cho ai cả. Tao chỉ kể vị trí của con heo chúng mày biết thôi. Nhưng mà không lẽ... Này, mày nhìn như thế là có ý gì?
Tao có ý gì đâu. Tao chỉ là... Bọn tao tuy nghèo ấy, nhưng mà không bao giờ làm mấy cái chuyện thất đức như thế đâu. Mày mà cũng nghĩ bọn tao ấy, tốt nhất là mày đừng bao giờ chơi bọn tao nữa. Ơ cái thằng này hay nhỉ. Sao mày phản ứng mạnh thế? Thế nào? Coi như là tao chưa nói gì đi. Cũng trễ rồi, về thôi. Mày cũng đừng buồn quá, bọn tao nhất định sẽ tìm thủ phạm cho mày. Đúng rồi đấy, với sự thông minh của thằng Toàn và sự sắc bén của tao, sẽ tìm ra thủ phạm. Toàn này, tao hy vọng mỗi mày thôi đấy nhá. Mày yên tâm. À, chúng mày đợi tao tí, tao quên mấy cặp trong phòng Hương rồi. Mày là thằng Thanh, mày có không? Các anh là ai đấy hả? Mày con giả ngu quá. Mày giả ngu à? Thế bao giờ trả cho tao? Các anh từ mấy hôm nữa em trả. Rồi đến khi nào mới trả? Anh cho em xin vài hôm nữa, nhất định là tuần sau em trả. À, thật là ông ấy nói lời phải giữ lấy lời nhá. Ừ. Nếu mà không đúng hẹn ấy, nó thật cái mồm của chú đấy nhá. Anh, mày làm sao thế à? Sao mày giao du với đám người đấy? Phải đấy, mày làm cái gì mà nợ tiền bọn giang hồ đấy thế? Mày đánh bài bạc hay là lô đề? À. Có chuyện gì mà ầm ầm thế? Hỏi thằng Thanh này, nó vay nợ kiểu gì mà tự nhiên bây giờ giang hồ đến nó đòi nợ? Chuyện của tao, không cần chúng mày phải quan tâm. Mày làm sao thế? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Mày nói đi, bọn tao sẽ... Tao đã bảo là không cần rồi. Tôi đã về đây. Anh. Gì? Tao không muốn nói thế đâu. Nhưng chắc mày không cùng thiếu đến nỗi ăn trộm tiền của bạn bè đấy chứ. Mày nói cái gì thế? Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sao mày lại nghi ngờ thằng Thành? Mày là thằng chơi thân nhất với nó. Chơi với nhau bao lâu? Chẳng lẽ mày không hiểu tình nó à? Tao cũng không muốn nghi ngờ đâu. Nhưng giang hồ đến đòi nợ giáo giết như thế thì rất có thể đấy là nguyên nhân khiến nó đi ăn trộm ăn cắp. Tao nghĩ nó va vào cờ bạc, cá độ gì rồi. Nghĩ cũng đúng thật đấy. Dạo này nhiều người va phải mấy cái đấy lắm. Sao nó chơi mà lại không rủ tao nhỉ? Mày muốn bị giang hồ tìm dùng nó à? Tao đùa. Thôi, chuyện này tính sau. Chúng mày về đi, trưa rồi. Ừ, bọn tao về đây. Bye bye. Thế nhá. Có chuyện gì mà mày gọi bạn ta đến đây gấp thế? Đúng rồi đây. Ta đang bận đi ngủ, mà vẫn phải chạy ra đây đấy. Tao bị mất tiền. Cái gì? Tao cũng có một con heo đất, nhưng tối qua về tìm thì không thấy nữa. Vô lý thật đấy. Thế mày còn nói cho ai biết chỗ mày cất con heo đất không? Có chuyện này, tao không biết có nên nói không nữa. Không nên đâu. Kệ, tao vẫn phải nói. Có gì mày nói đi. Thật ra... vị trí của con heo đất chỉ có mỗi tao và thằng Thành biết. Mày nói thế thì chỉ có mỗi thằng Thành là khả nghi thôi. Tao cũng y như con Hương, mất máu có động tĩnh gì cả. Đồ đạc vẫn y nguyên. Thế là thế nào nhỉ? Thế mới nói chúng mày giữ đồ cẩn thận vào, không là mất nào không biết đâu. Thôi, thì có khi tao phải về cất mấy con heo đất của tao đi chỗ khác thôi. Ơ, thằng Thành kìa. Mày đâu ấy? À thì đi dạo thôi. Mà mày đi đâu thế? Tao định lên thành phố tìm việc. Thế tiền ở đâu mà mày đi? Tiền ở đâu ấy thì mày hỏi làm cái gì? Tao thắc mắc thì tao hỏi thôi, cần gì mà phải gắt lên thế? Đấy, không đơn giản là câu hỏi. Mày đừng nghĩ tao lại không biết cái ý nghĩ của mày. Thôi thôi, chúng mày bình tĩnh, có gì đâu mà cãi nhau. Tao ấy thì không muốn cãi nhau, nhưng mà ấy chơi với nhau từ trong bụng mẹ. Tao coi chúng mày là anh em, tao không nghĩ là chúng mày lại nghi ngờ tao đâu. Ở đây ai nghi ngờ mày? Mày nói đi, ngoài thằng Toàn. Tao nghi đây. Bỗng dưng mày cấn nợ, rồi bỗng dưng mày lại có tiền lên thành phố. Mày có thấy mày vô lý không? Thì tao nợ, tao mới phải lên thành phố tìm việc. Và lại ấy, chúng mày cũng đừng xen vào câu chuyện của tao. Nếu ấy, chúng mày vẫn còn nghi ngờ tao, tốt nhất là đừng gọi tao là bạn nữa. Này, mà bọn mình nghi ngờ thằng Thành như thế, có quá đáng lắm không? Quá cái gì mà quá? Nó mà không ăn trộm thì tại sao nó phải gắt lên? Có tật thì mới giật mình chứ. Đúng đấy. Khoan, nhưng mà chiều hôm qua bọn mình chả chơi ở nhà mày còn gì nữa à? Tao nghĩ là nó có đồng bọn. Cũng hợp lý đấy. Nhưng tất cả chỉ là tao nghĩ. Muốn biết sự thật ấy thì đi theo tao. Đi đâu? Thì đi theo dõi, nỡ đâu gặp được đồng bọn chúng nó. Đi. Đi.
không biết nó đi vào đây làm gì nhở. Chắc là nó làm gì mờ ám này rồi. Nó ra kìa, nó ra kìa. Mày giấu con heo đất của tao đưa cho đồng bọn, bây giờ mày ghé đây đúng không? Heo nào của mày? Mày nhìn cho kỹ vào. À, tao nhầm, trả mày này. Giờ thì rõ rồi nhá. Mấy người theo dõi tôi đến tận đây cơ mà. Còn cái ba lô này, thích xét không? Xét thì cầm lấy xét luôn đi. Tao không có ý đấy. Đi đến tận đây rồi mà còn ngại hùng gì nữa, đúng không? Này, chúng mày nghi ngờ tao cơ mà. Kiểm tra đi xem tao phải là thằng trộm không. Chúng mày nghi ngờ cơ mà. Cướp! Vào đây. Mày mà có sao tao không sống nổi mất. Mày đừng làm tao sợ. Mày đừng có nghĩ linh tinh. Này, tao là đàn ông đích thực đấy. Mày kinh lắm rồi ý. À Thành, chúng nó mang ba lô về cho mày rồi này. Mà khoan, lúc nãy mày tự tin chọn tao xếp ba lô mà. Giờ còn sự tự tin đấy không? Cứ tự nhiên. Hay là mình bỏ qua đi. Chứ xếp ba lô bằng Thành tao cứ thấy sao sao ấy. Thành không trách mình đâu. Đúng không Thành? Nếu mà trong này không có con heo đất của Hương ấy thì mọi hiểu nhầm sẽ được giải quyết thôi. Mày mở đi. Cái gì đây? Mày giải thích đi. Giải thích cái gì cơ? Rõ ràng con heo của Hương trong ba lô mày. Giải thích gì ấy thì mày phải người rõ nhất. Sao tao biết được? Lần đầu tiên tao thấy nó, đâu biết đấy là con heo của Hương. Mày nói như thế nghĩa là sao? Thế giờ tao mới hỏi ngược lại mày. Mày cũng lần đầu tiên thấy nó, sao mày biết đấy là con heo của Hương? Hay là mày thấy nó ở đâu rồi? Thì tao đoán. Có thật đấy là mày đoán không? Hay chính mày mới là người lấy? Hả? À, mày giận quá mất khôn rồi à? Toàn làm sao mà là kẻ ăn trộm được? Mày nói nghe buồn cười nhỉ? Tao lấy, mà lại trong cặp mày. Mày cũng diễn giỏi đấy. Chúng mày cũng muốn biết bộ mặt thật của người mà chúng mày hay gọi là bạn không? Này, mày đừng gắp lửa bỏ tay người. Ôi, tao đã nói gì đâu mà mày phải loạn lên thế. Tao cái gì? Thật ra ấy, tên trộm hôm qua lẻn vào nhà Hương là đồng bọn của Toàn. Hắn chỉ xê dịch con heo đất sang một vị trí khác chứ không hề lấy đi. Thế tại sao nó không lấy luôn con heo đất đi cho rồi mà lại phải làm như vậy? Thằng Toàn là một người rất thông minh. Nó thừa biết nếu đồng bọn của nó đi ra từ nhà Hương, chẳng may lại bị công an hay là làng xóm bắt thì lại chả vấn đề gì cả. Bởi vì nó đâu có lấy cái gì từ nhà Hương đâu. Vậy con heo đất được lấy đi lúc nào? Chính là lúc Toàn này, tao hy vọng mỗi mày thôi đấy nhá. Mày yên tâm. À, chúng mày đợi tao tí, tao quên mày cắp trong phòng Hương rồi. Tao nói thế có đúng không Toàn? Thằng trộm hôm qua lẻn vào nhà Hương chính là đồng bọn của mày. Nó xê dịch vị trí con heo đất ở đâu mày thừa biết, thế nên mày mới viện cớ để vào nhà Hương lấy nó đi một cách nhanh chóng, và sau đó chúng mày lột sạch tiền ở trong đấy và đổ lỗi cho tao. Mày định đổ thừa tao đúng không? Mọi người đừng tin nó. Bằng chứng đâu? Mày muốn bằng chứng đúng không? Nếu tao đoán không nhầm thì tên cướp lúc nãy giật ba lô của tao
phối hợp cùng với mày để đổ lỗi cho tao. Cũng chính là người lẻn vào nhà hôm qua. Bức ảnh đấy không nói được điều gì cả, có thể chỉnh sửa được mà. Nói như mày ấy, ai mà chẳng nói được. Mày tính toán hay lắm, nhưng mà lại quên mất một điều. Lúc mày nói chuyện với tên cướp lại ngay dưới camera nhà anh họ của tao. Tao thì lại xin được video rồi. Mày có thích xem không? Như vậy là sao hả Toán? Không lẽ mày là người như thế thật sao? Thật ra tao... Mẹ tao bị tai nạn, kinh tế nhà tao giờ đang sa sút. Tao lại không có tiền chăm mẹ. Mày nói thế mà nghe được à? Chỉ cần mày nói, bọn tao sẵn sàng giúp mà. Dại dột quá. Bây giờ ấy, mà còn điều gì muốn nói với tao không? Ừ thì... Tao xin lỗi, cũng vì bất đắc dĩ thôi. Bây giờ chúng mày muốn đánh, muốn mắng gì thì tùy. Thằng Toàn này, có làm có chịu. Tao hiểu trong hoàn cảnh của mày mà. Mày có nhớ lần trước có bên bưu điện gửi cho mày một sấp tiền không? Sao? Sao mày biết? Số tiền đó tao dành dụm, tiết kiệm, thậm chí còn phải đi vay cả lãi để gửi cho gia đình mày. Tao biết mày là một người tự trọng, mày không nhận tiền từ bạn bè. Mày... Ừ, tao dại dột thật. Đáng lẽ lúc ấy tao không nên vay giang hồ, nhưng mà lúc ý tao bần cùng quá nên tao đành phải làm như vậy. Vậy là chính lúc đấy mày là người đưa mẹ tao vào viện và trả viện phí. Ừ, chính tao là người thấy vụ tai nạn của mẹ mày. Tao biết rồi, tao xin lỗi. Sao? Tao ổn mà. Trở với mày bao nhiêu năm, tao thừa biết tính của mày, nên tao cũng hiểu được cái hoàn cảnh của mày mà. Ôi giời, thằng Thành nó không sao đâu mà. Nhìn cái mặt nó, người ta nghĩ nó ăn cắp ăn trộm suốt mà. Ừ, thằng này, mày... À, Toàn, mà sao chuyện nghiêm trọng vậy mà mày không nói với tao? Tao chỉ định mượn con heo đất của Hương, sau này có sẽ trả lại. Nhưng mà bị phát hiện sớm quá, tao sợ nói ra hoàn cảnh của tao, bọn mày giúp thì phiền bọn mày. Mày hay nhở? Mày nói ra chắc gì bọn tao đã giúp mà sợ phiền. Ơ, à, nghe cũng hợp lý nhỉ? Ơ, mấy cái thằng này điên hết cả lũ với nhau rồi à? Bây giờ bọn mình lên bệnh viện thăm mẹ hàng Toàn nhở? Còn về cái tiền của bọn xã hội đen thì... Thôi, tụi mày không phải lo, có tao ở đây rồi. Tao trả tiền trước cho. Chúng lúc nào chúng mày có tiền thì trả lại tao sau. Kêu không? Tao không còn mặt mũi nào làm bạn với chúng mày nữa. Ê, chúng mày nhường Toàn mít ướt này. Nãy giờ chơi trò công an bắt trộm vui quá nhỉ? Toàn diễn kinh thật đấy. Không ngờ tao lại có thằng bạn làm cái kịch giỏi như thế. Chúng mày đừng có mà nhận vơ, thằng Toàn là bạn thân nhất của tao rồi. Sau này nó mà có nổi tiếng á, nó chỉ giống một mình tao thôi. Sau tất cả mọi chuyện, chúng mày vẫn tha thứ cho tao à? Ui dồi, thằng này mày nói linh tinh gì đây? Lên thăm mẹ mày thôi. Tao cảm ơn chúng mày nhiều. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Thôi, đi. Đi. Nhưng mà thằng nào trả nợ cho tao nhở? Thằng Thành hay thằng Toàn? Cái đấy tính sau đi. Tao tuy giàu nhưng mà vẫn phải trả nợ cho tao đấy.